Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home. Hôm nay Smart Home xin giới thiệu với các bạn về cái bộ ứng dụng rửa tay. Thì ở đây trên bàn bên mình cũng đang có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là sử dụng cái module hồng ngoại loại nhỏ. Loại này thì khoảng cách nó sẽ được ngắn. Thì bên mình đang test được khoảng 5 đến 7 cm. Đấy, điều chỉnh cái biến trở này để thay đổi cái khoảng cách. Đấy, đây là bộ điều khiển. Biến trở điều chỉnh cái thời gian bật máy bơm. Ở đây mình đang dùng luôn cái máy bơm mini. Bộ thứ hai thì bên mình sử dụng cái cảm biến khoảng cách màu vàng này và có thể điều chỉnh biến trở ở đây. Khi chúng ta vận biến trở ngược kim đồng hồ thì giảm khoảng cách, và vận xuôi kim đồng hồ thì nó sẽ tăng khoảng cách lên. Cũng sử dụng một cái mạch điều khiển và một cái biến trở để thay đổi cái thời gian bật máy bơm. Ở đây mình cũng đang lắp một cái máy bơm luôn. Thì hai bộ này đều có thể sử dụng nguồn 12V. Mình đang dùng nguồn 12V 2A. Đấy, 12V 2A. Và có thể sử dụng pin dự phòng. Thì cái cục pin này thì bên mình đã đóng pin và mạch sạc ở trong rồi. Thì nó có chức năng là vừa sạc và vừa nuôi cho thiết bị khi mà có điện. Tức là adapter cắm 220 chuyển 12V vào cái rắc này thì sẽ dùng adapter và sạc đầy pin thì nó sẽ tự ngắt. Sau đấy là mất 220V thì có thể sử dụng pin tự động chuyển nguồn luôn. Còn các bạn nào muốn nhỏ gọn thì có thể dùng pin. Pin này thì bên mình cũng chưa test dung lượng để chạy cái thiết bị máy bơm này, nên là các bạn cần thì có thể mua về test thôi. Còn thời gian thì mình cũng ước chừng nói được khoảng 1 đến 200 lần quẹt tay. Tùy vào cái thời gian mình điều chỉnh biến trở và bật máy bơm thì nó sẽ thay đổi cái thời gian sử dụng pin. Và bây giờ thì mình sẽ test nó với cái bộ mini này trước. Bây giờ mình sẽ dùng pin dự phòng mà không cần đến adapter. Cái bộ này thì mình dùng bằng pin dự phòng thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Thì mình cứ chỉ cần như này. Đầu tiên các bạn cấp nguồn 12V vào đây, cái rắc 12V. Đấy, mình sẽ cấp nguồn 12V vào, còi kêu 2 tiếng. Vậy thì còi kêu 2 tiếng thì đã kết nối nguồn thành công. Và các bạn nhìn ở trên cái module có một con led này, có một con led bau và một con led trạng thái. Thì khi mình quẹt tay thì led sẽ sáng. Đấy. Ở đây thì mình sử dụng biến trở để thay đổi cái thời gian. Thì khi mà mình vặn min biến trở nhất thì máy bơm gần như không hoạt động. Đấy. Và mình giữ tay mãi như này thì nó cũng sẽ không hoạt động. Trừ khi các bạn thả tay ra và quay lại một lần nữa thì nó mới hoạt động. Khoảng cách của con này thì rất là ngắn nhé. Đấy. 3-5 phần thôi. Đấy. Bây giờ mình tăng cái biến trở lên, hít lên một tí. Đấy, thì máy bơm sẽ kêu. Và các bạn để tay mãi thì nó sẽ không kêu, không bật máy bơm. Đây mình vặn tăng lên max. Con này mình bắt max volume thì nó cũng phải được gần 1 phút. Đấy. Tùy vào cái lượng nước mình muốn đẩy ra thì các bạn có thể đưa vào ứng dụng. Bộ này thì mình thấy sử dụng cho các bộ dụ rót rượu thì khá là phù hợp. Nguồn sử dụng 12V. Và đây là bộ thứ hai. Thì cái bộ thứ hai này mình cũng sử dụng nguồn 12V. Hai bộ này nó chỉ khác nhau về cảm biến thôi, bởi vì các cái nhu cầu ứng dụng khác nhau thì mình sẽ thay đổi cảm biến làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu của mình. Ở đây mình cấp nguồn vào thì còi sẽ kêu 2 tiếng. Đấy, khi cấp nguồn vào đèn báo này, màu xanh. Đấy, thì các bạn, ở đây mình tắt cái này đi, gần như là min nhất thì máy bơm sẽ không kêu. Đấy, khi mình che lại thì cảm biến nó sẽ sáng lên. Đấy, do camera nó hơi sáng nên là các bạn sẽ không nhìn thấy, đèn sáng nó rất là mờ. Ok,
Thì bây giờ khi mình vặn tăng nguyên trở lên, mình để tay qua. Đấy. Con này thì nó xa, khoảng cách các bạn có thể thay đổi khoảng cách xa hơn với con kia. Đấy. Đây mình sẽ tăng biến trở lên. Đây, tăng thời gian ấy. Đấy, máy bơm lâu hơn. Để tăng tiếp lên. Chức năng của hai bộ thì giống nhau, chỉ khác nhau về cảm biến thôi nhé. Thế vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn về cái bộ rửa tay bằng hồng ngoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe cho kênh YouTube của sản phẩm Sabahome. Xin chào và hẹn gặp lại.